chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật tuyệt vời. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, thần tài báo mộng, đắc tài đắc lộc, tiền của bao la, trả sạch nợ nần, giàu có tiếng một dùng. Đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý anh chị tuổi Giáp Tý thân mến, trong cuộc sống này có những người luôn được sống trong nhung lụa và giàu có. Họ sẽ không bao giờ cảm nhận được sự may mắn hiếm hoi mà người khác mong mỏi từng giây phút của cuộc đời. Họ cũng không thể biết được tâm trạng của người khác khi có được một phần may mắn như mình. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đều có vận mệnh của riêng mình, đặc biệt là các vị thần may mắn sẽ chiếu cố cho từng con giáp trong mỗi giai đoạn khác nhau. Có đôi khi sự may mắn này lại là duy nhất, giúp họ đổi đời một cách không ngờ. Và đặc biệt là từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 sẽ bước vào một thời điểm vàng vô cùng may mắn. Thời điểm vàng này không chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, mà là cơ hội vàng để bạn đón nhận những điều tốt lành, may mắn và tài lộc dồi dào. Đây là thời điểm mà mọi việc bạn làm đều sẽ thuận lợi hơn, những cơ hội kiếm tiền thăng tiến trong công việc sẽ đến nhiều hơn và cuộc sống cũng trở nên suôn sẻ, sung túc hơn. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý khán giả khám phá chi tiết về thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Giáp Tý. Điều gì khiến thời điểm này trở nên đặc biệt? Những dấu hiệu nào cho thấy bạn đang bước vào giai đoạn thịnh vượng nhất của tháng và làm thế nào để tận dụng tối đa vận may này để thay đổi cuộc sống của mình? Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào từng khía cạnh của thời điểm vàng này để hiểu rõ hơn về những gì đang chờ đợi bạn từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Chúng tôi tin rằng với những thông tin và lời khuyên quý báu trong video này, quý khán giả sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn về tương lai và sẵn sàng để đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của chúng tôi. Để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn và hữu ích nào khác nào, hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá thời điểm vàng của tuổi Giáp Tý từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch ngay bây giờ. Theo quan niệm của người xưa, trong thời điểm này cũng có thể được gọi là tháng thường gặp nhiều xui xẻo hơn cả. Với những ai làm điều chưa tốt sẽ bị ma quỷ đến để đòi nợ, dẫn đến làm ăn thất bát, thua thiệt đủ điều, nặng hơn là tán gia bại sản. Thậm chí còn có những người bị ảnh hưởng ít nhiều đến cả tính mạng. Bởi vậy, đây là tháng mà được rất nhiều người dân lưu tâm kiên kỵ cẩn trọng trong mọi công việc. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi xin được giới thiệu tới quý khán giả ba cách hóa giải vận xui từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Nếu bản mệnh biết mà nắm bắt kịp thời, đảm bảo tránh được mọi họa hại, tai ương, đếm tiền mỏi tay, lộc rơi đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, may mắn giàu to. Vậy, chi tiết vận trình của con giáp này sẽ diễn biến ra sao? Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi ngay sau đây quý khán giả nhé! Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, thường là người tiên phong dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Giáp Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của họ tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Giáp Tý nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Họ tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho họ trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Giáp Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Hãy hỏi Giáp Tý về bất kỳ lĩnh vực gì thì họ sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng sợ họ sẽ gặp nguy hiểm thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình, bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Giáp Tý thực sự là những con người của công việc. Họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận. Nhưng đã là thói quen thì dường như Giáp Tý khó có thể thay đổi được. Giáp Tý cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc.
Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của họ. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, Giáp Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của họ. Giáp Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật thì họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Họ sống vào tình cảm, yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp hạnh phúc. Nữ mệnh tuổi Giáp Tý là người tài giỏi, có năng lực. Trong suốt cuộc đời họ gặt hái được rất nhiều thành công, may mắn và tài lộc. Cuộc sống và con đường sự nghiệp của nữ mệnh trải qua nhiều thăng trầm và vất vả. Những thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường đó. Trong tình cảm, đây là những người phụ nữ rất may mắn. Hôn nhân vừa hạnh phúc, lại vừa có lộc tiền tài. Cả cuộc đời gặp nhiều điều vận may, sự nghiệp tuy vất vả nhưng lại thành công lớn. Về mặt tình cảm thì rất thuận lợi. Sau kết hôn có vận tài lộc, về già được hưởng phúc con cái. Nam mệnh tuổi Giáp Tý. Xem tử vi thấy rằng, ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của Giáp Tý đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bởi vậy khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ, hoài bão với những dự định trong cuộc đời mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Họ xem gia đình là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh, giúp họ vươn tới thành công. Thông minh, sắc sảo, ý chí hơn người. Tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung, lạc quan phơi phới và có niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Xét tổng quan vận trình tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Giáp Tý cho thấy, nguyệt lệnh đế dượng cũng là lúc tuổi Giáp Tý cho thấy sự thông minh, nhanh nhẹn của mình và nhờ có khả năng thích nghi tốt, bạn sẽ củng cố được quyền lực và sức mạnh của bản thân ở nơi công sở. Nhiều người thể hiện sự xuất sắc trong vai trò lãnh đạo, được mọi người tín nhiệm và yêu mến. Nhìn chung, thời gian này vận may của tuổi Giáp Tý bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực, bản mệnh có thể tự tin thực hiện các kế hoạch của mình mà không có quá nhiều chướng ngại. Kiếp tài xuất hiện trong thời điểm này, dự báo có thể những kẻ cảm thấy ghen tị với thành tích mà bạn có được, nên họ tìm cách để làm hại bạn đấy nhé. Thậm chí một số lời thêu dệt của họ dành cho bạn khiến bạn cảm thấy vô cùng phiền lòng. Ngũ hành tương sinh giúp cải thiện vận may tình cảm cho người tuổi Giáp Tý. Thời gian này, cho dù bạn bận rộn với công việc nhưng nhận được sự cảm thông rất nhiều từ một nửa của mình. Họ không ngừng nói những lời động viên để bạn tiếp tục cố gắng. Khía cạnh sức khỏe của tuổi Giáp Tý gần đây không tốt, dễ có quả bất ngờ ập tới. Nếu gặp vấn đề về sức khỏe thì bạn nên dành thời gian chữa trị đến nơi đến chốn, hạn chế các vấn đề ảnh hưởng lâu dài, dễ bị tái phát đi tái phát lại. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Xem tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của 12 con giáp, dù là thời điểm của tháng cô hồn, tình hình làm ăn nhìn chung không được tốt, nhưng vận trình của tuổi Giáp Tý vẫn không có dấu hiệu chững lại, thậm chí là còn phát đạt hơn. Con giáp tuổi Giáp Tý vốn chăm chỉ, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao, nên trong thời điểm này thường xuyên được đảm nhận vị trí quan trọng trong công việc. Nhìn chung, sự vất vả của bạn có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Nhưng đó cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ bản thân. Bạn sẽ không biết mình có thể tiến xa tới mức nào nếu không có những áp lực như thế xuất hiện. Bản mệnh là người luôn có sự độc lập nhất định trong cách làm việc, vì thế không hề ngại khó khăn hay bất cứ trở ngại nào. Nhờ thế mà bạn có thể giành những kích thích đáng nể, cho dù không nhận được sự hậu thuẫn quá nhiều từ mọi người. Tuổi Giáp Tý cho thấy bạn không sợ gian nan, thậm chí sẵn sàng đối mặt với vấn đề để xử lý chúng tận gốc. Thái độ làm việc tích cực này được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, tuổi Giáp Tý có phần hiếu thắng, thích thể hiện cái tôi nên không phải ai cũng thích. Chính vì vậy mà có một số kẻ cố tình nói xấu, đâm sau lưng bạn. Do đó,
Tốt hơn hết là không nên tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân mình ngay lúc này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Giáp Tý thấy rằng đế dượng nhập mệnh là cơ hội tốt cho bản mệnh. Vận may ghé thăm tuổi Giáp Tý trong thời điểm này hỗ trợ cho họ có thể làm tăng tiến công danh tiền bạc. Bạn luôn không ngừng khai thác những cơ hội kiếm tiền, nên có được thành quả này không có điều gì là lạ. Nhiều người tuổi Giáp Tý hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một vài món đồ bạn thích. Đừng quá chắt bóp chi tiêu, khiến bản thân không cảm nhận được sự sung túc nào trong cuộc sống. Cho dù số tiền tiết kiệm của bạn vẫn đang tăng mỗi ngày, thậm chí một số người để ra được số tiền tích lũy đủ nhiều để mua sắm nhà cửa, thay xe để nâng cấp cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng số tiền đã đề ra trong kế hoạch thôi nhé. Nếu mua sắm quá tay theo sở thích của mình, bạn sẽ phải gồng mình trả nợ trong nhiều năm. Những nỗ lực và cố gắng trong công việc của tuổi Giáp Tý cũng sẽ được đền đáp xứng đáng, thế nên có thể có người nhận được cơ hội thăng tiến hoặc tìm thấy những nguồn thu nhập mới. Việc kinh doanh của người tuổi Giáp Tý đang làm chủ trong thời gian này cũng trở nên thuận lợi hơn, mở ra nhiều cơ hội đầu tư sinh lời. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Giáp Tý cho thấy, khía cạnh sức khỏe là một trong những vấn đề khiến con giáp tuổi Giáp Tý phải lo lắng rất nhiều trong thời điểm này. Cửu tử bay về vị trí trung cung, bản mệnh đề phòng các bệnh liên quan đến mắt và tim. Tránh làm việc hoặc lao động quá sức, nhớ rằng công việc có quan trọng nhưng cũng không thể nào sánh được với sức khỏe của bạn. Thế nên, ngay khi cảm thấy những biểu hiện không tốt thì nên dừng công việc lại để được hoàn toàn nghỉ ngơi. Đừng lo rằng bạn sẽ lười, vì người có tinh thần như tuổi Giáp Tý không ít. Mỗi khi có việc quan trọng, bạn vẫn đủ tập trung để xử lý. Do đó, thời gian này quan trọng nhất đó là bảo vệ sức khỏe của mình, nhất là từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Điều có thể dễ thấy nhất đó là dương khí ngày càng suy yếu, âm khí ngày càng tăng trưởng, dễ tổn thương phổi. Vì thế, bản mệnh nên ưu tiên các đồ ăn, thức uống giúp bổ phổi của mình bạn nhé. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Giáp Tý, tam hợp dành cho bạn những trải nghiệm ngọt ngào, thú vị trong tình yêu mà ít khi bạn có được. Sự cảm thông của người ấy thực sự là niềm an ủi lớn cho bạn khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Quan trọng nhất trong tình yêu vẫn là có người thấu hiểu và bao dung cho mình. Bạn càng nhận rõ ra giá trị của những điều đó trong thời điểm này, khi nó mang lại cho bạn cuộc sống êm đềm, hạnh phúc mà bạn muốn. Những cặp đôi có thể đẩy lùi sự đơn điệu trong đời sống bằng những ý tưởng mới, giúp bạn và người ấy cảm thấy cuộc sống luôn có những điều hay ho, thú vị để cùng nhau khám phá. Nếu có thể, hãy sắp xếp chuyến đi ngắn vào cuối tuần để có những trải nghiệm mới mẻ bên nhau. Khuyên người độc thân thời gian này nên học cách yêu thương bản thân, chăm sóc chính mình thật tốt, cũng là cách để bạn thu hút những mối quan hệ tốt đẹp đến với mình. Thậm chí có những hôm bạn thấy vui tươi là ngay lập tức nhận được lời mời hẹn hò của người khác giới. Tiếp theo sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trong 2 ngày 1 và cẩm nang dượng vận của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Tử vi ngày 12 và ngày 13 tháng 7 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Thời điểm này mang những nguồn năng lượng tích cực liên quan đến tinh thần và cảm xúc cho tuổi Giáp Tý. Hãy sẵn sàng vì sắp tới, bạn sẽ đón nhận nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong tình cảm lẫn công việc. Đào hoa nở rộ đối với con giáp tuổi Giáp Tý trong những ngày này, khiến bạn ngại ngùng trong việc chọn ra ai là người tâm ý hợp nhất với mình. Giáp Tý nên ưu tiên lựa chọn về giá trị đạo đức, vì tiền bạc mà họ đang sở hữu không thực sự quyết định tương lai của hai người. Tiền bạc đổ về khá dồi dào trong những ngày này, nhờ sự che chở của thiên tài, nhưng ngay sau đó sóng gió ập đến, đòi hỏi bản mệnh phải hết sức thận trọng, thế nên trong việc chi tiêu, dù là lúc nhiều tiền nhất cũng không nên lãng phí. Tuy nhiên, sức khỏe của tuổi Giáp Tý thời gian này không tốt như bạn vẫn nghĩ, nhất là khi ngũ quỷ hung tinh có điểm tiểu nhân quấy phá, gây hại sức khỏe của bạn, đó có thể gây ra chứng đau đầu hoặc khó ngủ. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Mùi và Dần. Màu sắc may mắn: cam, hồng. Con số may mắn: 32.
85-19. Tử vi ngày 14 và ngày 15 tháng 7 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vận trình của con giáp tuổi Giáp Tý khá ổn định, khi Giáp Tý thể hiện được khả năng kiểm soát những vấn đề đang diễn ra trong thời điểm này. Hơn nữa, Giáp Tý cũng đang tập trung cao độ cho việc nghiên cứu thêm những cơ hội để khai thác chúng trong tương lai. Chuyện tình cảm có những trắc trở khiến tuổi Giáp Tý cảm thấy rất buồn. Lời khuyên dành cho bạn lúc này đó là: hãy tạm lánh khỏi những xô bồ thường nhật và các mối quan hệ xã giao thông thường. Giáp Tý nên dành thời gian để cân bằng cuộc sống và xây dựng sự bình yên. Thái âm các tinh xuất hiện lúc này rất tốt cho nữ mệnh, giúp cho các khía cạnh từ công việc cho tới nhân duyên bớt đi những khó khăn vốn có. Nhìn chung, Giáp Tý cứ an tâm với kế hoạch của mình, đừng lo nghĩ quá nhiều. Ngày đầu bản mệnh cảm thấy lo lắng về những khó khăn gặp phải, nhưng mọi sự sẽ hanh thông vào ngày cuối thời điểm. Nhất là thiên tài gõ cửa mang đến tin vui về tiền bạc cho tuổi Giáp Tý, đó có thể là khoản lời từ việc đầu tư kinh doanh trước đây. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mão. Màu sắc may mắn: đen, trắng. Con số may mắn: 78, 45, 63. Tiếp theo sau đây sẽ là ba việc tuổi Giáp Tý cần phải tránh ngay lập tức từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này và cách hóa giải vận xui, kẻo tiền mất tật mang, mang vận đen đuổi vào người. Có một số việc mà quý khán giả nên tránh để giữ gìn sức khỏe và tinh thần bình an. Dưới đây là ba dấu hiệu quan trọng quý khán giả cần lưu ý. Không gội đầu đêm sau 23 giờ, không treo chuông gió ở đầu giường hay trong không gian phòng ngủ, chuông gió không nên treo ở đầu giường, người yếu bóng vía. Trẻ nhỏ không nên đi chơi đêm trong những ngày từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, nếu không sẽ dễ gặp điều không may. Không cúng chúng sinh trong nhà, cúng ngoài sân, ngoài đường hoặc không thì đăng ký cúng ở đình chùa. Không tùy tiện đốt giấy, vàng mã sau khi cúng chúng chúng sinh xong. Khi bước vào cửa chính, nam đi qua lửa 7 lần, nữ đi qua lửa 9 lần mới được đi vào nhà. Không ăn dụng đồ cúng, không phơi quần áo vào ban đêm. Những người khi đi chơi đêm không được réo gọi tên nhau vì đó là điềm xấu. Không nên bơi lội vào ban đêm, không nên thức quá khuya vì như vậy tinh thần sẽ hao tổn suy nhược. Không nên đến gần cây đa, cây si trước nhà, nơi góc tường xó tối. Không nhặt tiền bạc rơi rải trên đường khi đi đến qua những nơi vắng vẻ. Qua nghĩa trang không ngoái cổ quay đầu nhìn lại phía sau. Không cắm đũa đứng giữa bát cơm. Không gõ mâm, gõ nồi thành tràng dài. Không chụp ảnh tại đình, chùa, miếu. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, khoảng thời gian từ ngày 12 từ nay đến rằm tháng 7 âm đến ngày 18 từ nay đến rằm tháng 7 âm, không khởi công động thổ, cất nóc, nhập trạch về nhà mới, khai trương công ty, cửa hàng. Không mua các phương tiện như xe máy, ô tô dùng để đi. Không mua bán nhà cửa, đất đai dùng để ở. Bên cạnh đó, quý khán giả có thể làm một số việc sau đây để hóa giải vận xấu từ nay đến rằm tháng 7 cô hồn, giúp cuộc sống được suôn sẻ, thuận lợi và gặp nhiều may mắn hơn. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, nên sắp xếp thời gian đi thăm mộ phần của người thân trong gia đình, ở ngoài nghĩa trang hay trong chùa chiền, nơi lưu giữ các hũ hài cốt. Nên hạn chế sát sinh các con vật, đặc biệt không ăn thịt chó, thịt mèo, ba ba, rùa, rắn, cá chép. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, nên làm phúc thiện mạnh mẽ trong thời điểm này. Theo đức tin tôn giáo nào thì nên chăm chỉ trì tụng, đọc kinh kệ, nên ăn nói nhã nhặn, vui vẻ trong gia đình, bạn bè, đối tác. Nên đi lễ chùa cầu bình an từ nay đến rằm tháng cô hồn, nên tránh xa các cuộc xung đột, nên cứu người khi gặp nguy cấp. Nên đi chùa chiền, nhà thờ cầu xin sức khỏe, cầu bình an, cầu siêu sau ngày 17 âm và vào đầu tháng âm lịch. Nên dùng hỗn hợp ngũ vị hương được nấu từ 5 loại hương thơm của hồi khô, quế khô, xạ hương, như mùi thơm hoặc lá bưởi kết hợp rượu ngâm gừng. Ngâm ít nhất 5 ngày để thanh tẩy hoàn toàn trong căn nhà của mình. Cách làm này có tác dụng cân bằng sinh khí trong nhà. Quý khán giả thân mến, những thông tin dưới đây chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin. Mời quý khán giả cùng theo dõi top 5 cách giải xui chuẩn phong thủy cực dễ làm. Dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn, loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết.
Tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa, loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện, xem xét việc tái cấu trúc, bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy, để tối ưu hóa luồng năng lượng và cuối cùng, một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn. Đem tỏi theo bên mình. Tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà. Nhiều người tin rằng, mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh xa vận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực, cũng như các thế lực bất lợi, tùy thuộc vào dạng của gương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn gương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân. Nên đặt gương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất. Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ với thổ địa và đọc lời cầu nguyện. Đốt trầm. Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy. Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết, thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất, còn được mô tả như là mùi vị của Niết Bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro, xui xẻo. Hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối. Từ xưa có quan niệm rằng, đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi, qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui. Điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng. Bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt. Thậm chí sắc muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.